Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Chương trình tối nay thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2024 sẽ có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Giám sát công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Phải hoàn thiện thi công nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện trạm thản tại huyện Phú Ninh trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo diện tích, năng suất cây trồng và rau màu vụ đông. Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8, sáng nay Quốc hội khóa 15 thảo luận tại tổ về đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ chủ trì phiên thảo luận tại tổ 19 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Phú Thọ, Nam Định và Bình Dương. Cho ý kiến đối với đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, các đại biểu trong tổ thống nhất với tờ trình của Chính phủ và cho rằng việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương tạo lập không gian kinh tế, động lực phát triển mới cho địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo hình ảnh đô thị khang trang, xanh sạch đẹp, đảm bảo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Góp ý vào đề án, có đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương cần tiếp tục quan tâm, có những cơ chế tạo đột phá mới để thành phố Huế phát triển nhanh bền vững. Nhấn mạnh về di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế là hai yếu tố có vai trò quyết định trong việc đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Có ý kiến đề nghị cần có chính sách, cơ chế đột phá để thành phố Huế gìn giữ di sản và bản sắc văn hóa này. Đồng thời, địa phương cần đẩy mạnh đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế nhằm tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng kinh tế dài hạn. Góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng, các đại biểu đánh giá sau 5 năm thực hiện nghị quyết 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Hải Phòng đã đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện nay chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất của việc quản lý đô thị lớn trong giai đoạn mới. Điều này đòi hỏi tổ chức một bộ máy chính quyền tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Một số ý kiến tán thành với việc tăng cường bộ máy, tăng cường số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách, bởi khi không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, Hội đồng Nhân dân phường, cần tăng cường công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đối với hoạt động của chính quyền cấp quận, cấp phường. Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, tập trung vào các nội dung như quy định liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm y tế, phạm vi được hưởng, mức hưởng bảo hiểm y tế, vấn đề thông cấp khám bệnh, chữa bệnh. Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Việt Trì, giám sát công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Dự buổi giám sát có đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, tình hình khiếu kiện hành chính, tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình trên địa bàn tỉnh có tính chất ngày càng phức tạp. Các vụ án liên quan đến yếu tố nước ngoài có chiều hướng gia tăng, số lượng vụ án ly hôn có độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Từ tháng 10 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát hai cấp đã tiếp nhận 205 vụ, việc hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động mới tăng gần 44% so với cùng kỳ. Số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình phát sinh là trên 9.400 vụ việc. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thụ lý 125 vụ án hành chính, gần 140 án kinh doanh thương mại, hơn 20 vụ án lao động, tỷ lệ giải quyết xét xử đạt cao. Không có vụ án quá hạn luật định. Thụ lý trên 9.100 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, tỷ lệ đã giải quyết cấp sơ thẩm đạt trên 94%.
cấp phúc thẩm đạt gần 97%. Viện Kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 100% các quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự, nghiên cứu và lập phiếu, hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định. Các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề như số lượng các loại án bị hủy, sửa, chất lượng các kiến nghị, kháng nghị, trách nhiệm của kiểm sát viên, giám sát điều kiện thi hành án dân sự. Sự gia tăng của án hôn nhân và gia đình, nhất là các vụ án liên quan đến yếu tố nước ngoài, tranh chấp lao động, khiếu kiện hành chính, vướng mắc về thế chấp tài sản bảo đảm trong tín dụng ngân hàng. Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Kiên đề nghị thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng các kiến nghị, kháng nghị, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị hủy sửa, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, kịp thời ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với án hủy sửa. Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan trong giải quyết các vụ việc phức tạp. Tòa án Nhân dân hai cấp cần đảm bảo tiến độ giải quyết, xét xử các vụ việc, cung cấp hồ sơ kịp thời cho Viện Kiểm sát Nhân dân theo quy định. Công tác thi hành án cần chú trọng phân loại, tập trung xử lý các vụ việc khó, phức tạp, tránh tồn đọng kéo dài. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, đoàn giám sát đã tiếp thu, tổng hợp để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế khu vực Thanh Sơn và Tân Sơn. Thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực Thanh Sơn, Tân Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn. Khu vực Thanh Sơn, Tân Sơn hiện có hơn 3.000 hộ kinh doanh. 9 tháng năm 2024, tổng số thuế đã thu của các hộ kinh doanh đạt hơn 13,8 tỷ đồng, bằng 200% kế hoạch pháp lệnh. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế, nộp hồ sơ kê khai thuế và tra cứu thông tin được triển khai đúng quy định của pháp luật. Chi cục thuế đã phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành địa phương của hai huyện Thanh Sơn, Tân Sơn trong kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu, cung cấp thông tin về hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Công tác chống thất thu thuế được tăng cường. 9 tháng năm 2024 đã thực hiện rà soát và yêu cầu 3 cá nhân thực hiện kê khai nộp thuế với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý thuế với các hộ kinh doanh không cố định, thương mại điện tử, vận tải tư nhân, lâm sản tư nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp để chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh. Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Công Thực đề nghị thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực Thanh Sơn, Tân Sơn làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thuế cho cấp ủy chính quyền cơ sở, tham mưu văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả trong công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho cán bộ thuế, không gây phiền hà sách nhiễu, tránh tiêu cực tham nhũng trong nội bộ ngành, tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ theo đúng quy định. Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của địa phương và Chi cục Thuế để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chiều nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Nam nhận nhiệm vụ công tác mới. Đồng chí khẳng định, đồng chí Nguyễn Thành Nam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trưởng thành từ cơ sở. Trên từng cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng, với năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm, thành tích công tác trong suốt thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thành Nam sẽ tiếp tục nỗ lực,
cố gắng gánh vác thêm trọng trách mới cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ khối doanh nghiệp và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp trong khối, tiếp tục sâu sát cơ sở, hỗ trợ đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp trong khối với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp các ngành, đề xuất cơ chế, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, theo nghị quyết số 50 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Nam, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, bày tỏ quyết tâm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, cố gắng học tập, tiếp thu kinh nghiệm của lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh qua các thời kỳ để tham mưu đề xuất với tỉnh ủy các giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tạo niềm tin của doanh nghiệp với sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối để xây dựng Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp trong khối ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hải và Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh về hưu theo chế độ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn đi kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải, phát điện, trạm than. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Phú Ninh. Hiện nay, dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện trạm than đã thi công đạt 93%. Trong đó đã hoàn thiện phần xây dựng cơ bản, tiến hành lắp đặt một số hạng mục hệ thống lò đốt, lò hơi, xử lý khí thải, trạm cân. Tổng vốn đầu tư đã thực hiện gần 744 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư sẽ tăng cường thêm 400 công nhân thi công xây dựng nhà máy, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản, lắp đặt thiết bị nhà máy trong tháng 12 năm 2024. Sau khi nghe các cơ quan liên quan, huyện Phú Ninh và chủ đầu tư báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định, dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện trạm than chậm tiến độ, hoàn toàn trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Phú Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đối với các vị trí ngoài hàng rào dự án, đồng thời có phương án bố trí về đất ở cho các hộ dân thuộc diện tái định cư. Công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ phải huy động nhân lực, phương tiện, máy móc, tài chính để hoàn thiện phần thi công nhà máy theo đúng cam kết với tỉnh là trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trước mắt, cần hoàn thành việc xây dựng trạm bơm, tuyến đường ống cấp thoát nước và đường điện. Tỉnh Phú Thọ sẽ không gia hạn thời gian thực hiện dự án này. Cuối tháng 12 năm 2024, công ty phải sẵn sàng phương án tiếp nhận tạm thời rác thải vào khu riêng được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, công ty cần phối hợp với nhà máy xử lý chất thải Việt Trì trong việc tập kết xử lý rác thải cho phù hợp với thực tế. Thưa quý vị, thanh niên là lực lượng nòng cốt giữ vai trò xung kích trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện miền núi Thanh Sơn đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì bám trụ tìm việc làm ở các thành phố lớn, chị Ngọc đã cùng chồng về lập nghiệp tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn. Phát huy lợi thế về đồi rừng và diện tích mặt nước sẵn có, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư nuôi 3.000 vịt đẻ trứng, mở lò ấp trứng lộn và kết hợp làm dịch vụ cung ứng thức ăn chăn nuôi cho các trang trại, gia trại trong vùng. Với hơn 3.000 con vịt thì lượng trứng tôi thu về là được hơn 3.200 trứng. Mà trừ chi phí của chăn nuôi và kinh doanh cám thì gia đình tôi là thu nhập về là được 40 triệu đồng trên một tháng. Thường xuyên tổ chức các cái buổi cho các đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đến để tham quan mô hình, học tập mô hình của đồng chí, hai vợ đồng chí Điệp và đồng chí Ngọc, thì tôi sẽ đẩy mạnh cũng như là tuyên truyền rộng trên địa bàn cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Sơn Hùng. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ và khát vọng lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, các đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số lựa chọn khởi nghiệp ở Thanh Sơn ngày càng nhiều.
Đến nay, trên địa bàn huyện có 4 hợp tác xã và trên 30 công ty mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Các mô hình này đã tạo việc làm cho nhiều lao động là đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cái chương trình khởi nghiệp của thanh niên, góp phần tích cực vào trong cái việc mà hỗ trợ thanh niên quay trở về địa phương, tham gia phát triển kinh tế, khởi sự doanh nghiệp và lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương Thanh Sơn. Các mô hình làm kinh tế hiệu quả của đoàn viên thanh niên đã tạo được niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ đó, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhằm hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách bảo hiểm với các tổ chức hội, đoàn thể cơ sở, trong đó có hội nông dân, với phương châm mỗi cán bộ hội là một tuyên truyền viên. Qua đó góp phần đưa chính sách đến với hội viên nông dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Xác định công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Sông Lô đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp tới từng nhà hội viên để tuyên truyền chính sách bảo hiểm. Qua đó, người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia. Đến nay, tỷ lệ nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của xã đạt hơn 95%. Góp phần duy trì tiêu chí bảo hiểm y tế trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Cán bộ hội viên nông dân và cán bộ của bên bảo hiểm tuyên truyền, tôi tham gia bảo hiểm, đã mua được bảo hiểm tự nguyện được 4 năm rồi. Tôi thấy là cái lợi ích đi viện được chi trả viện phí rất là tiện lợi. Thì trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức lồng ghép nhiều những cái hội nghị dưới các khu dân cư, dưới các chi hội, lồng ghép với các ban ngành đoàn thể để tổ chức tuyên truyền về cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn về chính sách bảo hiểm, thường xuyên đăng tải những điểm mới của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cuốn thông tin của hội, trên fanpage, nhóm Zalo, từ đó giúp hội viên nắm bắt thông tin kịp thời và chủ động tham gia. Chúng tôi tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn và các cái đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân trên địa bàn để giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của bà con thông qua cái việc là triển khai cái cách thức mua, cách thức đóng bảo hiểm cũng như là cái quyền lợi và cái phương thức thanh toán như thế nào đến bà con để bà con hiểu rõ và tham gia. Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm, hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Hội Nông dân tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ hội viên nông dân tham gia mua bảo hiểm. Từ đầu năm đến nay, đối với Bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh đã tăng trên 7.000 người. Bảo hiểm y tế hộ gia đình hiện đang quản lý hơn 250.000 thẻ, trong đó 70% là hội viên nông dân tham gia. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức phối hợp với hội nông dân tỉnh tổ chức một số các hội nghị đối thoại trên địa bàn các huyện, thị xã. Thì chúng tôi đánh giá là cái việc mà tổ chức các buổi đối thoại đối với hội viên hội nông dân này thì rất có hiệu quả để góp phần cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành cái chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung, trong đó là có bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình. Công tác phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị nhằm phát triển, mở rộng đối tượng tham gia, đảm bảo mỗi người dân đều được tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Tiếp theo chương trình là cụm tin vắn. Huyện Cẩm Khê tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân năm 2024. Tại hội nghị, nhân dân đã được thông báo khái quát tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2024, đồng thời thẳng thắn trao đổi, đề nghị nâng cấp tuyến đường liên xã từ quốc lộ 32C đi tỉnh lộ 313C và tuyến đường Ngòi Cỏ nối với tỉnh lộ 313C qua Yên Dưỡng, đường giao thông nông thôn tại khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương,
cải tạo đường điện trung thế đi qua địa bàn xã Điêu Lương, khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do công ty gia cầm Hòa Phát gây ra, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất tại xã Sơn Tỉnh. Người dân cũng nêu rõ một số ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lãnh đạo huyện Cẩm Khê trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp, đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm của nhân dân, đồng thời trực tiếp trả lời một số kiến nghị, đề xuất. Các vấn đề phức tạp cần có thời gian giải quyết, lãnh đạo huyện giao các phòng ban chuyên môn, các xã xác minh rà soát để có biện pháp giải quyết thấu đáo, kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, xây dựng huyện Cẩm Khê ngày càng phát triển. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở khóa 14 tỉnh Phú Thọ vừa có buổi nghiên cứu thực tế tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn. Lớp do Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với 47 học viên là lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo một số huyện của tỉnh. Trong chương trình, các học viên đã tham quan tìm hiểu về tiềm năng phát triển du lịch Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tiềm năng thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của huyện Tân Sơn. Với vai trò vị trí lãnh đạo của mình, các học viên mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành với huyện Tân Sơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển. Nhân dịp này, lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở khóa 14 tỉnh Phú Thọ đã trao tặng 10 triệu đồng vào quỹ của Hội khuyến học huyện Tân Sơn. Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ mục tiêu. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ được xác định là mục tiêu có ý nghĩa quan trọng đặc biệt về thông tin truyền thông. Có chức năng sản xuất chương trình, tổ chức phát sóng, phát thanh truyền hình theo quy chế của Ủy ban Nhân dân tỉnh và luật báo chí. Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Đài, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các mục tiêu. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng chức năng của cơ quan chủ quản, thống nhất và hoàn chỉnh nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự. Theo quy chế, lực lượng Cảnh sát cơ động chủ động xây dựng và thực hiện phương án kế hoạch bảo vệ mục tiêu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến sự an toàn của mục tiêu, trao đổi cung cấp thông tin, tổ chức phối hợp thực hiện diễn tập các phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn mục tiêu tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Tại hội nghị, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp theo các nội dung đã thống nhất. Thực hiện kế hoạch phối hợp, Chi cục Thủy sản và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tổ chức lực lượng liên ngành tuần tra kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung kích điện. Qua tuần tra tại các tuyến sông Lô, sông Hồng, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp sử dụng dụng cụ xung kích điện để khai thác thủy sản, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 16 triệu đồng và tịch thu công cụ đánh bắt bất hợp pháp. Theo quy định của luật thủy sản, hành vi dùng xung điện, kích điện đánh cá, bắt cá bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tịch thu công cụ xung điện, kích điện. Phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Thời gian tới, lực lượng liên ngành tiếp tục phối hợp tuần tra ngăn chặn tình trạng đánh bắt bằng xung kích điện để bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các tuyến đường thủy nội địa. Sở Giao thông Vận tải thông báo cho phép người và phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua đoạn tuyến km 0+250 đến km 0+400 đường tỉnh 321, địa bàn xã Xuân An, huyện Yên Lập theo thời gian hàng ngày như sau: buổi sáng từ 6:00 đến 7:00, buổi chiều từ 16:30 đến 17:30. Người và phương tiện giao thông đường bộ khi lưu thông qua đoạn tuyến này phải tuân thủ theo sự hướng dẫn điều tiết, phân luồng giao thông của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và các lực lượng chức năng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến khi có thông báo mới. Trong khuôn khổ hội thi, hội diễn, chi hội cấp thoát nước miền Bắc lần thứ 10 năm 2024, sáng nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Thọ đã tổ chức khai mạc hội thao môn bóng đá nam. Tham gia có 18 đội bóng đến từ 18 đơn vị thành viên chi hội cấp thoát nước miền Bắc. Ban tổ chức đã bốc thăm chia thành 6 bảng, thi đấu theo thể thức vòng loại trực tiếp gồm tứ kết, bán kết và chung kết. Thời gian thi đấu từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 3 tháng 11 năm 2024.
Trong ngày khai mạc, đã có rất nhiều cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành cấp thoát nước đến cổ vũ, động viên các vận động viên tham gia thi đấu. Bóng đá nam là một trong các môn thi đấu của hội thao được tổ chức 2 năm một lần và luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các đơn vị trong ngành. Qua đó, góp phần xây dựng phong trào văn hóa thể thao của chi hội cấp thoát nước miền Bắc, thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ban tổ chức sẽ trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc vào ngày chung kết giải ngày 3 tháng 11 năm 2024. Năm nay toàn tỉnh đặt kế hoạch trồng khoảng 13.000 hecta cây vụ đông. Hiện nay bà con nông dân đã trồng được trên 11.000 hecta. Để cây trồng vụ đông sinh trưởng tốt và hạn chế sâu bệnh, cơ quan chuyên môn của ngành nông nghiệp đang tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích ngô và rau màu. Có truyền thống trồng cây vụ đông từ nhiều năm nay, nên ngay sau khi thu hoạch xong vụ mùa, gia đình bà Duyên đã làm đất trồng ngô, khoai tây và các loại cây rau màu ưa lạnh. Không chỉ canh tác trên đất nông nghiệp của gia đình, bà còn mượn thêm đất của hàng xóm để mở rộng diện tích gieo trồng. Theo bà Duyên, trồng ngô và rau màu vụ đông cho thu nhập cao. Bình quân mỗi sào trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 3 triệu đồng. Gia đình nhà tôi thì tôi trồng năm ngoái là làm 7-8 sào thôi. Thế nhưng mà thực ra là lúc sau kết quả thu thì tôi thấy nó cũng có hiệu quả. Cho nên năm nay là tôi lại được sự quan tâm của trên nữa. Thế cho nên là tôi cũng mở rộng ra thì tôi làm thêm là coi như là vào tận 2 mẫu. Với hàng ngày là chúng tôi chỉ ra đồng để theo dõi, bám sát, loại trừ bọ để cây trồng phát triển tốt và nó có sản lượng năng suất cao. Đến thời điểm này, huyện Lâm Thao đã trồng được hơn 900 hecta cây vụ đông. Trong đó diện tích cho thu hoạch là gần 100 hecta. Trong đó một số địa phương bà con nông dân đã trồng đạt và vượt kế hoạch. Như tại xã Cao Xá, diện tích trồng vụ đông đã vượt kế hoạch 33 hecta. Năm nay, xã đã tuyên truyền vận động bà con tham gia vào dự án liên kết sản xuất khoai tây, bí đỏ. Chỉ tiêu của huyện giao là 73 hecta cây vụ đông. Đến thời điểm hiện tại thì xã Cao Xá được xây dựng được đã thực hiện được trên 100 hecta. Trong đó thì cả đất hai lúa cũng như là diện tích đất chuyên canh của rau màu. Đối với diện tích hai lúa thì tập trung vào cây bí và cây ngô và cây khoai tây và đậu tương. Cho đến tại thời điểm thì địa phương xã Cao Xá đã gieo trồng trên được 103 hecta và vượt trên 100% kế hoạch. Theo kế hoạch vụ đông năm nay, toàn tỉnh trồng gần 13.000 hecta cây ngô và rau màu. Trong đó diện tích ngô khoảng 7.700 hecta, rau các loại hơn 5.700 hecta. Để sản xuất vụ đông bền vững, cùng với đảm bảo khung lịch thời vụ, thời điểm này người dân cần tích cực thăm đồng, chăm sóc và kịp thời phòng trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi đề nghị các địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tập trung chăm sóc, bón phân, cũng như là phòng trừ các cái đối tượng sâu bệnh để đảm bảo cho năng suất cây trồng đã gieo trồng. Thế và đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cái gieo trồng cái diện tích cây rau ưa lạnh để đảm bảo cái kế hoạch và vượt kế hoạch chúng ta đã đề ra, bù đắp lại cái sản lượng đã bị thiệt hại do cái cơn bão số 3. Ảnh hưởng của bão số 3 đã làm tiến độ gieo trồng cây vụ đông bị chậm lại. Nhiều loại cây trồng ưa ấm đã qua khung thời vụ. Nhưng với sự chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật và kịp thời điều chỉnh cơ cấu của ngành nông nghiệp, đến thời điểm này, sản xuất vụ đông đảm bảo theo tiến độ, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.